Lâu nay chúng ta thường hay nghe nói tới những ngôi làng dành cho những người về hưu, làng quá phụ hay làng hoa. Thế nhưng ở nước Nga thì có một ngôi làng dành cho người ăn chay. Để được nhận vào sống ở đây thì điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất là họ sẽ phải hoàn toàn dùng thực phẩm chay. Làng ăn chay Veda là một khu phức hợp có thể chứa tối đa 210 gia đình ở ngoại ô thành phố Saint Petersburg. Sau khi đăng ký và trải qua các cuộc phỏng vấn, nếu khách hàng không thể hiện là người ăn chay thực sự thì họ sẽ bị từ chối. Ngôi làng này rất đặc biệt và chỉ dành cho những ai muốn theo đuổi một lối sống lành mạnh, nói không với các loại thực phẩm từ động vật. Tôi tin rằng khi hoàn thành, khu làng này sẽ nhanh chóng được lấp đầy với cư dân. Khu dân cư này cũng bao gồm một trung tâm yoga, phòng tập thể hình, spa, chăm sóc sức khỏe, khu mua sắm và một nhà hàng ăn chay. Hiện hai trong số các tòa nhà của khu phức hợp làng Veda đã hoàn thiện, phần còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm tới. Làng Veda là khu ăn chay đầu tiên ở Nga, nhưng không phải là nơi duy nhất trên thế giới. Vào năm 2012, ở thành phố Chennai của Ấn Độ đã xuất hiện một khu dân cư mà những người sống ở đó phải là người ăn chay thực thụ. Thank you.